Xin chào anh em nhé, chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ đi đặt ống chòe anh em ạ. Đặt cái ống để cho chòe ngoài thiên nhiên nó đẻ. Thì cái ống này năm ngoái mình có làm, nhưng mà cuối cùng là khi làm xong thì treo, thì năm vừa rồi nó không làm tổ ở đây anh em ạ. Thì năm nay quyết định sẽ đi treo ở cái điểm nào mà có chòe. Thì cái cách treo những cái chỗ có chòe thì anh em nên chọn những cái điểm chòe hay hót, và những cái chỗ mà nó kiểu cây nó tùm một tí, chỗ thoáng thì sẽ khó được hơn. Thì anh em sẽ theo em anh em nhé. Ở vườn nhà em thì năm nay các cây bưởi quanh đây em chặt hết rồi, nên sợ chòe nó không làm tổ ở đây nữa. Vì là cây cối bây giờ mình chặt rồi nó thoáng quá, thì bây giờ mình phải tìm cái điểm nào mà nó tùm hơn một tí, thì mình sẽ treo cái ống chòe lên, cái đặt cái ống này để cho chòe làm tổ này. Anh em theo em nhé. Có khả năng mình sẽ đặt cuối đằng kia, vì mình thấy chòe nó hay ở đằng ấy nhiều. Tí nữa đặt xong anh em sẽ đi cùng em để kiểm tra mấy cái ống trước như năm ngoái nó có làm tổ. Thì mình sẽ cố gắng kiếm xem có cái ống nào nó làm chưa anh em nhé. Xuống cuối vườn này. Mọi năm là bãi này là bãi nhà mình cũng có bưởi, nhưng mà năm nay bưởi cũng chặt hết rồi, không còn bưởi nữa. Bưởi vì là do thu không hiệu quả, mà trong khi đó không đạt tiêu chuẩn mình chặt bỏ hết, mình thay cây đu đủ với cả cây chuối vào. Đây là mọi năm là mình có đặt ở những cái cây bưởi ở đầu này này, thì vì những cây bưởi này mọi năm là nó rất là tốt. Nhưng năm nay, năm vừa rồi chặt bỏ rồi thì nó không còn cây nữa. Bây giờ mình tính là mình sẽ đặt ở điểm nào bây giờ. Anh em nhá, mình sẽ đặt luôn đây đi. Vì là nếu bây giờ sang cái vườn bên này anh em ạ, sang cái vườn bên này thì nó vướng bờ rào cũng không sang được. Bây giờ mình sẽ có khả năng mình đặt đây để tính độ thoáng. Tính độ thoáng là con chòe nó đứng ở những cái cành la của cây xưa kìa. Đây, và khi đi kiếm ăn nó sẽ đậu ở những cái cây này này. Ở những cây này thì là nó sẽ nhìn thấy ống này. Thì ống này thì nó sẽ làm tổ ở cây này luôn. Đây. Đặt tầm cao một tí. Thì là mình tính là vẫn phải tính làm sao để cho hướng mặt trời nó dọi xuống nó không bị nắng quá, và bên trên xuống nó không bị nắng, và đầu trên kia cũng thế, vì đằng này nó có cây nó che đây rồi, nó khi nắng chiều nó xuống thì nó sẽ không bị ánh nắng dọi trực tiếp vào cái học này mọi người ạ. Mình sẽ quyết định buộc đây mọi người nhé. Cái cách làm học này thì mình vẫn hướng dẫn anh em, một là bằng ống tre hoặc ống nhựa. Thì cái ống nhựa tí mình sẽ quay sơ qua cái cách làm ống nhựa và cái cách làm ống tre để cho anh em dễ hiểu, vì những anh em mới không biết đâu thì sẽ không hiểu lắm. Đợi buộc làm sao cho chắc tí là được. Đấy, chòe hót anh em, có chòe hót bên này. Đó. Đây anh em này, cái học này này, nó sẽ hướng về những cái cây, cành cây như kia, hoặc là con chòe đậu đằng kia nó sẽ nhìn chú ý đến cái học này, nó sẽ chủ động nó tìm vào cái tổ nó làm anh em nhé. Bây giờ anh em sẽ đi cùng em để vừa đi tìm tổ chim, vừa hai nữa là nghé qua những cái ống tre trước mình có đặt mình không thu về, thử xem nó đã làm chưa, và mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách làm cái ống tre và ống nhựa anh em nhé. Đi theo anh.
Đây anh em này, em kiếm được cái khúc ống tre to này, thì mình sẽ làm cái ống này này luôn anh em nhé. Cưa đúng không? Đây anh em, mình sẽ lấy một đốt này, một đốt ống này, sau đó mình sẽ cắt quang này để cho chi làm tổ dưới này. Cắt cái lối ra vào. Đây anh em này, cái cửa ra vào thì mình sẽ làm chỉ cần rộng này, này. Đây, em quay dần máy quay này. Cái này hơi bẩn anh em ạ. Đây, cái cửa ra vào thì sẽ, đây, cửa ra vào nó sẽ khoảng tầm độ 10 phân, 7-8 phân đến 10 phân. Thì mình thò tay dễ là một này, hai nữa là con chòe ra vào nó dễ. Cái phần trên này thì có khả năng mình sẽ để nguyên, nếu mà nó cứng thì mình để nguyên, nếu mà nó mục rồi mình sẽ bịt cái gì đây lên đây để cho nó không nước vào. Đó. Cái đáy này, phần đáy thì nó có cái lỗ đây rồi. Thì mình không cần phải phải đục lỗ ở dưới này nữa mọi người nhá. Ok, vậy mình sẽ đi treo một vài điểm, và nếu là cái ống nhựa thì anh em cũng làm như cho mình, nhưng mà cái hai đầu anh em phải bịt, hai đầu anh em phải bịt bằng ống cái bịt ống nhựa, và anh em khoan lỗ dưới để cho nước nó thoát, nếu mưa vào nó thoát nước đi. Đó, rất đơn giản thôi. Cái cũ này, con chòe nó vào nó sẽ không như cái mới, con chòe nó sẽ cảnh giác. Cái cũ này nó sẽ, con chòe vào nó sẽ không cảnh giác, nó dễ làm hơn. Anh em cứ treo những cái chỗ mà chòe nó hay kiếm ăn và thung của nó thì con chòe rất dễ làm tổ anh em nhé. Ok. Đây anh em nhá, mình sẽ lên ngay cái ống tre này xem. Năm ngoái có làm, năm nay chưa biết làm chưa. Ây da. Đây, cái ống tre này bỏ luôn đây luôn này, không có lấy về, chưa làm anh em ạ. Toàn lá nhãn nó rơi đây, ấy, bỏ cái lá nhãn đi cho nó dễ làm. Tổ cháu làm cái ống này cho chòe than làm tổ. Nó tự làm tổ cho mày không ạ? Năm ngoái, năm kia có tổ. Năm kia có tổ 7 trứng. 7 trứng. Nở được 4 con. Năm nay chưa làm. Anh em sẽ gạt bỏ cái rác lá cây đi, còn cái rác cũ của nó kệ nó. Cái tổ này mỗi năm là tận 7 trứng này. Năm vừa rồi được một tổ. Ok anh em ơi, để đi sang ống khác xem có gì chưa. Anh em ơi đây rồi. Cái cây đu đủ này năm nào cũng có tổ anh em ạ. Tiện đây ra ngẽ luôn xem đã làm tổ chưa. Chòe chắc chưa làm tổ đâu vì là tầm này hơi sớm. Màu thì lác đác làm rồi nhưng chòe có khả năng ở quê em thì chưa. Để ngẽ ra. Ây da, khó chéo nhỉ. Cây này mỗi năm có nhưng mà toàn anh em họ lấy trước. Mình hầu như mình tìm thì toàn gặp anh em ra tìm cùng toàn tặng anh em, nhưng mà tổ này trước cũng có em đi cùng thì thấy, nhưng mà cuối cùng là có người khác lấy trước mất.
Ôi giời, năm nay có nước trong này anh em ạ, chắc không làm. Kia kìa, có tổ gì kìa. Kìa 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 kìa, tổ gì to đúng các anh em kìa. Hai tổ luôn. Hai tổ anh em ạ. Em zoom tịt lại xem lần. Ồ, không biết tổ chim gì đấy. To lắm anh em ạ. Bên kia nữa. Hay tổ chim ưng nhỉ? Có khả năng là tổ chim ưng, để một hai nữa mình sẽ ra, mình sẽ dình xem nó có bay đến đấy không. Có khả năng tổ chim ưng anh em ạ. Quên mất anh em ạ, mang freecam mà lại còn quên, không biết bay thử lên kia xem tổ gì. Đây. Bay lên kia xem biết ngay tổ gì ngay. Đây anh em ơi. Tổ này là tổ hình như là tổ gì nhỉ? Tổ sáo đá anh em ạ. Tổ sáo đá chứ không phải tổ chim săn. Tổ sáo đá rồi anh em ạ. Tổ sáo đá không phải tổ chim săn anh em ạ. Anh em nhầm. Đây anh em à, cái ống tre mà đây em cắt rồi, thì em sẽ buộc ở cây tre. Ống tre em lại buộc vào cây tre anh em ạ. Buộc tầm này đi, hoặc buộc trong này. Buộc trong này hợp lý hơn. Đợt trước em có đặt một cái ống bơ ở đây nó cũng làm, nhưng sau đó là sau có người chặt cây tre cũng là nó bị rơi hỏng hết trứng anh em ạ. Nhưng mà đợt này sẽ buộc dịch trong này này, buộc cây non, không buộc cây già nữa. Rồi. Này ok anh em này. Đó. Mang cái dây đi để buộc cho chắc. Cái này bữa anh em phải buộc chắc chắn một tí thì nó mới không lung lay nhá. Lung lay là nó sẽ bỏ không làm đâu. Anh em làm sao cứ buộc cho chắc chắc là được. Rồi. Đó, cứ chắc chắn là được anh em ạ. Nhìn hướng này vào và hướng đằng kia, nó nhìn thấy cái ống này nó sẽ tỉ lệ nó sẽ dễ vào làm tổ hơn anh em ạ. Tầm này anh em lên làm nhá. Ok anh em, chào anh em. Để hẹn anh em video tiếp theo nhá.